đây rồi anh em ơi, đóng rồi anh em ơi. Ui rồi, hàng rồi anh em ơi. Wow, quả này to kìa, to anh em. Ui rồi, wow bơ. Ui rồi, ai chà, quả này to, đóng rồi mà chạy đâu em ơi. Ui quả này to, rồi anh em ơi. Wow, ui mắc rồi. Ui rút to anh em ơi. Ui đẹp, quả đẹp luôn này, phịch phát lính đấy, đóng ngay anh em ơi. Con này to con to anh em ơi, hàng to. Con này bự phải kéo ra, con đóng bèo mất. Wow hàng to luôn, người bé anh em ạ. Để vô cái màu ơi. Ui con gì thúi thúi rồi. Đóng ngay anh em ơi, hàng ui hàng luôn anh em ơi, chấm cỏ. Hôm nay vừa lại chấm rồi anh em ơi. Đấy rồi ôi ui mực nhanh không mất anh em ơi. Ở đây nó rậm rạp quá anh em ạ. Này em đi trang bị băng bao nhiêu là thứ anh em. Đồ đạc máy móc. Này mang cả quạt đi, tí anh em đứng ít đồ ăn này. Bia này, túi đá các bạn. Các bạn nhìn bên trong nhé. Bia, túi đá và này cô cả một chiếc cần máy nữa. Ở đây nó rậm quá anh em. Để bớt mấy cây gì đi. Có ít người ra đây mà. Cái nâu cây sậy, cái này nó là có bác bảo là cây sậy đúng không? Chính xác cây sậy luôn. Về em cũng mới nhớ ra. Ui trời ơi. Năm cây. Trời cuối kinh quá. Em buộc cái móc để chọc cái lỗ bèo ra, hôm nay đánh xong lỗ bèo rồi các bác ạ. Trời nóng này đánh cá chỉ ở trong bèo thôi, nó không ra bên ngoài đâu. Anh em đánh bên ngoài mặt nước chỉ có móm thôi. Nóng này người còn tìm điều hòa nhà nghỉ ai hay đâu rồi đi mò ngoài đường đâu. Con cá nó cũng vậy. Cái đây cao su hơi dài các bạn. Cái đoạn thì đẹp, dài quá. Móc hơi vướng đấy. Nhưng mà không sao, cố gắng khắc phục còn. Ai chà, căng đấy. Đấy lỗ hay mới chuẩn. Đây, xong một hồi nọ mọ thì xong cái lỗ rồi anh em ạ. Thằng em của em thì nó đang phát ở trong đây.
Thế bây giờ tao phát trong đây rồi, cũng đục một cái lỗ hìa đánh chỗ thiệt. Hôm nay hai anh em đánh toàn đánh cho hổ bèo thôi các bác ạ. Đánh hổ bèo nó chuẩn chỉ hơn nhau. Thôi bây giờ em xảo ở đây đã. Công trình của hai thằng này đi rất là nhiều đồ anh em ạ. Đồ nướng, nồi mồi, mẻ, hoa quả. Trong đó, trong đây có két bia nữa anh em ạ. Anh em, thùng bia, nước khoáng này, bia đá lạnh này. Đấy, đồ này máy móc không chưa ra. Cái thùng này nó sâu đựng nhiều đồ lắm. Đấy các bác nhìn chưa, nước khoáng, bia. Rồi đẩy vào cho nó mát. Công trình mồi mè thì anh em biết đấy. Wow, thơm nước mũi quá cả. Rồi, bóp nó thành cục lại. Bóp thành cục này đánh ổ to. Chưa, ổ to đây. Không có cá thôi, có thì kiểu gì nó cũng bảo đớp thôi, làm ba cục. Cho. Cá đâu vào đây? Vào đi cá ơi. Wow. Ok. Điểm tự nhiên rất là đẹp anh em ạ. Hôm nay em đánh thêm cả một cái cần máy nữa. Chinh chiến thôi. Mùa hè nóng bức. Để nói là rất là nóng. Kể ra mùa này đánh sớm thì đẹp anh em, đánh từ trong là nó khoảng 6 giờ mà ra ngồi ngay được, ngồi khoảng 10 giờ là đẹp nhất. Thế còn nóng quá thì cá nó chẳng cắn đâu, đi mất công. Qua là anh em, nhiều anh em bị đam mê nếu không cắn vẫn đi thì không nói. Người sở thích cá không cắn vẫn cứ phải đi. Ngồi nhà nó buồn quá, ngắm phao không chịu được. Trên này cây cối nó hơi vướng. Đó. Quên vừa chưa cắn lưỡi à? Vừa chưa cắn lưỡi anh em ạ. Chắc nó sâu đâu. Nhiều anh em cứ hỏi đánh tầm bao nhiêu hợp lý, như em đánh cái nước cái tầm à? Mét đến mét rưỡi đánh là vừa tầm, sâu quá thì đánh nói chung là đánh lại lắm bụt. Ôi, tầm mét rưỡi rất ok. Mắc đấy. Đục lỗ to mà chân bèo nó hơi bận. Ngoài lại sâu. Cần đục ra xong hết rồi anh em ạ. Để em lắp thêm cái cần máy đánh cái đơn đánh chìm. Như kiểu năng C đấy các bạn. Cần này trước em mua được con lua, nhưng mà lua chẳng được con nào, thế là thành ra không câu đâu, vất lâu lắm này. Đó là định làm thêm quả lua cho anh em xem, nhưng mà chắc nó con chết bình à. Chú em thì cá nóc nó cá sộp ấy, nó nhiều lắm, nhưng mà câu không biết kiểu quái hay không cắn. Ê mẹ tả. Ra lưỡi quánh.
cơ. Cây nổi hơi dài đấy. Đó, anh em tôi nhớ chặt được một cái cây quá. À, vừa chặt được mấy cây xong các bạn. Ấy trời, phải phát thêm một cành nữa. Này được cành nữa nhỉ? Được đấy, mình cây đấy ok luôn ý, đẹp. Đấy, có nhận là ổi nó dai. Và có dao hơi cùn nữa. Lâu rồi không mài. Anh em đi lâu lại không mài đi, từ đợt là hướng con mèo đấy kia lâu cũng không cho chuốt lại. Đấy được hai cành. Được hai cái đấy bây giờ okay. Chặt một cái cây giữa để gác thôi. Cây nào để gác đấy? Ê chặt đấy cành này. Ấy chặt. Ấy. Cảnh hơi to anh em ạ. Phượng này. Niềm tự hào ạ. Hải Phòng là cây phượng. Ok. Hơi khoang khoeo khoang khoeo. Rồi ok không sao ạ. Rồi niềm bắt hai cây về kia. À xong. Nhọn xuống này các bạn ạ. Rồi nó thật lại vào tay chết. Đó. Chưa được nhọn lắm. Ok. Cắm nuôi hẳn sát hỏa này cho nó mát này. Nước cực kỳ sạch luôn đấy, nước sông Giá mà. Nhúng nhúng rửa tí có mùi cá chim ấy vào ổ cơ. Đấy, còn bây giờ là em cho nhóm lửa đó anh em nhé. Cho nhóm lửa đó. Đựng em ơi, đựng. Rút kinh nghiệm những lần trước lần này phải mang theo quạt thôi. Võ ngày không có gió thổi vu đầu ra. Đấy, lửa bén lên đấy. Lửa lên đấy. Lửa lên đấy anh em ạ. Lửa lên là anh em tôi gác luôn. Gác ra đây anh em ạ. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Đây như kiểu lá mơ ấy nhỉ. Mờ lông ấy. Mờ lông. Chính xác là mờ lông ấy.
Rồi anh em ơi, đóng rồi anh em ơi. Ui giời ơi, hàng rồi anh em ơi. Wow, quả này to kìa, to anh em. Ui giời ơi. Wow, bự. Ui giời ơi. Ai chà. Quả này to. Đóng rồi mà chạy đâu em ơi. Ui giời ơi. Quả này to. Rồi anh em ơi. Wow. Ui mắc rồi. Ui rút to anh em ơi. Ui nó mắc rồi ơi. À, to anh em ạ. Ui nó cuốn cả mình quái vậy. Phê phê. Ui. To anh em ơi. Phê. Ui nó mắc trong đấy mất rồi. Chịt rõ nha mọi người, phải lặn không lộn đấy. Ui á hả. Con này bụi đấy. To. Ô con này to cái cố nha em ơi. Để xuống lắm. Mày. Ui sâu thích quá. Wow. Mày. Ui nó đóng vào mèo. Cuốn cả đống vải rồi anh em ạ. Đúng ạ. Có một đuôi. Ôi nó có một đuôi anh em ạ. Ui cháu kháo nó căng là mất quá rồi. Cái này phải để cần nó trùng. Có một đuôi. Ui dồi ôi. To chưa anh em ơi. Nó đóng vào đuôi anh em ạ. Mày chạy đâu. Trên bao này thì mày có chặt vào mắt. Mắc mồm mà chắc cú mắc ạ. Wow. Phí anh em ơi. Quay sát anh em ơi. À, đã rã man chưa? Tuyệt vời. Một cho túi ạ. Để đây. Quả gì ơi. Phê vãi trường đó anh em ạ. Con to thật ấy. Quả đây em ơi. Thằng đẹp. À, thế này. Ok. Đấy, đóng ngay các bạn ơi. Úi giời. Ê, mắc rồi. Hàng đấy, hàng đâu. Ok đấy. Ngon đấy. Ê. Con này hơi nhỏ quá. Đánh nhổ bèo nó mắc tứ xìa cả. Ok. À. Thêm một chú nhỏ nhỏ đó anh em ạ. Hàng xịn đấy. Hàng tự nhiên quá.
con này vừa đóng cào cũng một phát đây trượt này, em nhìn chưa, chảy vải phát đây, tuyệt vời tuyệt vời, cho túi đã. Mối tâm này giữa trưa là cám phi nó nổi rất là nhiều. Chú phi ở đây đẻo quá, đẹp phết anh em. Tống phát ăn ngay. Ôi, gà chín rồi anh em, chín vàng ươm. Anh em tôi giải ăn trưa đã. Giờ giải luôn chỗ này các bạn. Này thì cho tí nước vào cho nó tắt đống này, ngồi chỗ đó nó nóng là ok. Đây anh em tôi lấy vài cái ná na nó xuống. Đấy, cầm lấy mấy cái cạnh lấy ná giải xuống ngồi ăn cho nó sạch. Bây giờ gạt đống gà đi rồi chén anh em nhé. Bữa trưa của anh em tôi. Bây giờ phao phun là mặc kệ thôi. Để lên ná rồi. Để giải luôn ở chỗ giữa giữa, ngồi giữa tại mình làm bàn ở giữa giữa đấy. Còn đâu là tí cho đống lửa kia nó tắt đi ngồi cho nó mát chứ không còn nóng lắm. Rồi anh em bê gà đặt xuống đây. Chuyển chén thôi. Ơi các bạn nhìn được phê được chưa? Xín vàng chưa? Và anh em nhìn nướng nó phải khô, như này nó khô nó vắt nước. Cái đây bây giờ rội thêm tí nước vào cho nó mát này, cứ để cả trên đây rội nước vào. Đấy, múc miếng nước vào rội này cho nó nguội nguội anh em, ngồi cho nó mát. Đấy. Ngồi mùa hè ngồi nóng lắm các bạn ạ. Đấy, thầy nhìn làm nó một túi. Đây là ok luôn. Ok. Cắp vào gà cái. Đây, còn đây là hành trang của anh em chúng tôi. Có tàng vũ khí các bác ạ. Đó, anh em nhìn chưa? Súp này, dưới còn một túi đá mới lại đống bia nữa anh em ạ. 7-8 chai đấy, hôm nay vừa em lại mua thêm 2 chai nữa lên. 7-8 chai. Nước lại ngắt, đá thì còn nhiều, uống này mới phê. Rồi, chén thôi. Nào. Hàng về. Cắm ô. Một túi đá tan gần hết các bạn. Dùng đến đâu rồi tính tiếp. Này, thiết kế ít nước chấm hết ạ. Anh vất quạt em ngăn kia. Ô, cầu kéo vất vả. Cuộc sống em thú vất vả quá các bác ạ, chỉ có thế này thôi, uống hộp đạn. Ui phê, phê thật đấy. Mạt. Mà lạnh luôn. Cá thì phao câu uống vất đầy các bạn, vừa câu vừa ăn. Nói chung là ăn là chính nhãn, còn đâu là câu sau. Đây này là khoan chấm. À còn túi chanh ớt chưa đấy, hôm nay còn anh không có chanh ớt nào. Chanh ớt có rồi. Hỏng luôn này. Ngon nhất là chanh ớt, nó chơi ớt. Được. Giá giòn. Ngon không? Wow. Trồng phê đấy các bác kìa. Xẻ ngon nhá. Ngồi đi câu ấy cũng không thể nào mà bỏ bê những cái bữa ăn như thế này ạ. Tuyệt vời. Nhiều bác đi câu chưa cứ ăn mì tôm, câu cả ngày chưa ăn mì tôm. Mì tôm đã ngon, ăn bánh ấy. Bánh à. Này, qua nhìn nào. Đến đây này. Phê chưa? Anh em mình phê chưa? Chín tận nõi luôn. Chín tận nõi. Chúng ngon thật. Cứ để cả xé rồi. Là chấm đây. Để cả xé rồi. Chấm đây. Các bác ăn gà anh em tôi nha. Mời anh nhỉ ha. Thôi.
cảm nhận này. Không mình hiểu có thời gian nữa ha. Quá tuyệt vời. Thịt dai luôn anh em ạ. Uống hết ạ. Ôi giời. Ngon thật, ngon. Uống rồi anh em ơi. Mời các bác nhá. Đã quá. Ngon, ngon quá. Phê đấy. Cuộc sống lên tiên. Vừa con đấy nó đè quả cũng nhận đẹp ấy đang cắn anh em ơi. Nó đang nhúc nhấp. Đè quả đẹp luôn này. Phịch phát đấy nhá. Đấy, đóng anh em ơi. Con này to, con này to. Con to, to to anh em ơi. Hàng to. Con này bự mấy bự phải kéo con nó đóng bóng bèo mất. Wow wow. Hàng to luôn. Không được bán anh em ạ. Để lối vào bác ơi. Ôi ôi ôi, con gì chuối chuối nhau ấy. Ôi, chấm cỏ anh em ơi. Chấm cỏ, chấm cỏ. Ôi. Về chưa? Tập trăng, trăng. Lên, 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 lên. Ôi, đánh, đánh cho mày thêm này chứ. Wow, wow. Lục về anh em ơi, chấm cỏ này. Vừa nó bóng mất con. Ôi, lục về. Phải phê quá. Sao, 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 sao kia. Ôi, đẹp quá các bạn ạ. Đây, đây, quay, quay đây. Bỏ túi, túi, ghế, ghế. Nế giả. Đấy, đánh đánh quả đẹp thật. Ai. Ây da. Phê, đang ăn gà anh em ạ. Đang ăn gà. Ôi, đang ăn gà các bác ơi. Gà tao rồi. Chấm. Chấm chép. Chấm. Chấm, 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 chấm. Các bác ơi, chấm trắng này. Ôi anh em tôi đã ăn gà quá. Đây đính cho con này, phê quá. Và đấy. Wow. Phê thật. Rồi, máu đây, anh em nhìn quay em đang đi ăn gà uống bia các bạn đấy, anh em tôi đang ăn gà uống bia nên giật phát đóng luôn vậy chưa đấy nó phải như thế chứ to nó đánh hàng tự nhiên thì nó chấm đấy thì nó không còn to nhưng mà anh em tôi đánh tự nhiên thì thế nào rất là đã các bạn ạ nó phải thế mình đánh ổ mà tầm trưa rồi anh em ạ tầm trưa uống mà mấy cốc bia đang cứ phê phê thì đóng hàng. Dậy phải đấy. Đắng ăn gà không cá. Ý giời đẹp luôn các bác ạ. Đây anh em này. Đấy vừa đang gà tăm tăm đẹp quá chuyện luôn. Nếu như mà nhìn phong cảnh tuyệt vời đẹp. Vì em để máy quay góc rộng bác xem. Vừa ấy thì đang để góc hẹp để anh em nhìn rõ cái phao. Bây giờ để góc rộng anh em xem chưa. Phê chưa. Đóng nó phải thế này chứ. Đây cũng đánh tài xỉu ở dưới đấy hả? Phê quá các bác ạ. Không ăn thua. Wow. Giải khát buổi trưa. Giải khát buổi trưa. Nắng nắng thế này mới quái nào. Các bác thấy không? Cứ nắng bắt đầu là cá nó mới vào. Đang ngồi uống bia giờ tôi chấm cỏ. Phê. À, coi gì đây. Anh em không nhìn nó tầm này phê lắm rồi. Đây này có 5-6 cho anh em đang uống. Đây này. Vỏ này. Vỏ đang chất đầy. Tầm này phê cá nó vào giật mới hay quá này. Rồi anh em uống nào. Để phát nữa à. Sướng quá. Vừa dặn có thăm vỏ phê. Mới ra cả các bác nhá. Đấy. Nước khoáng quang hanh. Đã thật. Vừa đi anh em đánh thiên nhiên này nó mới sướng các bạn. Phải đánh thiên nhiên thì nó mới sướng. Thứ hai là anh em phải đánh ổ. Chứ có bác mà đánh kiểu đánh chơi chơi ấy thì rất là khó. Hôm nay là ổ này em mới cào thôi.
mấy cào em nuôi ổ, mà thực ra là em nay em định không đi. Đưa cho em sống được ăn. Nhưng về sau bảo thôi đã mất công ra đây rồi thì nuôi ổ đánh thử bôm, đánh cái này đúng buổi đầu ấy gặp cá ngày. Em thấy thật nó phê không? Đấy, các bạn nhìn này, đều toàn thiên nhiên các bạn, không phải là hồ dịch vụ biết các kiểu các bạn. Yeah, nó chảy dài luôn. Sông hôm anh làm đây là sông Giá đấy. Ông ấy câu thì cũng đây điểm là sông Giá. Anh em mà nào thích thì em chỉ thôi. Cá đớp đấy. Cá đớp miệng kìa. Đây sông Giá anh em mình nhìn. Đó, hôm nào em thích xuống đánh thì em chỉ điểm rồi đánh. Điểm này đánh thì rất là nhiều rồi. Mùa hè này anh em đánh thì cứ đánh mà cái ổ bèo thì nó sẽ chuẩn hơn. Anh em đánh mà nước không, thì nó rất là nóng thì cá nó không vào. Đấy, đánh ở chỗ này cái ổ bèo cá nó vào nhiều. Phê thật này, vịt hàng phê. Wow. Thôi, anh em ăn uống đã các bạn. Ăn xong rồi, không biết là có câu nữa không thì cứ uống đã. thoải mái rồi. Không nhắc được đít mà đập luôn đi. Đóng ngay anh em ơi, hàng ui hàng luôn anh em ơi. Trong cỏ là hôm nay vừa lại chấm anh em ơi. Đấy rồi ôi. Ui mực. Nhanh không mất anh em ơi. Đấy đâu phải tên like quá rồi. Ui bóng rồi. Ui giời. Bỏ căng quá các bác ạ, bỏ căng quá. Ui. Không đâu anh em, bỏ căng quá. Chấm cỏ các bác ạ. Ui trời ơi. Em nhìn con này nó tầm 2 lần rồi. Đấy qua rồi. Hôm nay lưỡi thêm 3 ca đánh ở đấy còn nên nó đóng bằng mồm thì là mình bò căng quá cần nó cứng. Thế là nó bị tỏa thịt. Nó chỉ bị đóng mỗi một lưỡi thôi. Chứ đóng 2 lưỡi ăn chặt. Nhất là 2 lưỡi là xong rồi. 2 lưỡi xong rồi. Các bác nhìn. Phê. Anh em nhà là uống rất là say rồi nhưng mà cá cắn phê quá các bác ạ. Wow, đã đây. Tự nhiên đánh như thế này các bác ạ, chứ còn nếu mà đánh ba cái hồ địch vụ ấy thì bỏ đi. Đẹp quá rồi, mình bo nổi rồi nhưng mà nó đánh mạnh quá. Bởi vì lưỡi này nó bén quá. Mà đẹp thật. Đẹp thật, phê. Phải nói này sướng phê. Nhìn ngoài cũng sướng. Nên rồi, tưởng nên thì anh nghĩ là bông rồi đấy. Ừ, quả đấy mình không nghĩ là bông mà nó đánh mạnh quá. Đưa bộ em. Nó phải nói là nó sướng các bác ạ. Câu cá sướng quá. Mùi ăn miếng gà đi sướng, giật cá nó phê quá. Đây các bạn, phải này tí súp chấm cái đùi gà này. Người đấy cá nó cuốn ổ rã man luôn. Nó nói thật sự anh em là hôm nay tầm này rất là phê rồi. Nhưng mà anh em định là đi về rồi. Nhưng mà câu cá nó sướng quá các bạn. Nó đè liên tục luôn. Vào cái là đè ra chết. Đang con anh em ạ, đang hàng. Vâng, đang có hàng. Đang có hàng, đang cái tăng. Đang con đang đi này. Đi hoài chất nguồn này. Đang có hàng bò anh em ạ. Phao đang nắc kìa. Có nhìn phao đang nắc chưa? Nắc đẹp đấy. Nắc rất là đẹp các bạn ạ. Đóng ngay anh em ơi, đóng luôn. Ui ôi, hàng to anh em ơi. Quả này chạy đâu. Mộ eo rồi. Hàng to, quả này to. Mất à. Ui à, đóng anh em. Ui, rô phi to à, Con vền anh em ơi. Em tưởng mất các bạn ơi. Ui, em tưởng mất các bạn ạ. Ây giời ôi. Con vền. Ui, con vền anh em ơi. Ui, vô được.